Ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về áp dụng và phát triển án lệ của Tòa án Nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa cấp thiết về khoa học, thiết thực về thực tiễn. Tiến sĩ Phùng Xuân Hải, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có các thẩm phán Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, các chuyên gia. Đây là một trong những hội thảo đầu tiên mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức với nội dung mà hai đơn vị đã thống nhất triển khai thực hiện theo bản ghi nhớ trước đó. Hội thảo có hai phiên. Phiên 1, một số vấn đề lý luận và thực trạng công tác phát triển, áp dụng án lệ của Tòa án Nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh với các tham luận như một số vấn đề lý luận và pháp lý về vai trò của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, huyện trong công tác phát triển án lệ, vai trò áp dụng án lệ của tòa án, nhận định một số vấn đề về tình hình áp dụng án lệ của Tòa án Nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hoạt động kiểm sát xét xử. Phiên 2, đề xuất bản án, quyết định của Tòa án Nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh với các tham luận, đề xuất bản án, quyết định trong lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật hành chính, pháp luật kinh doanh thương mại, pháp luật dân sự. Thực hiện theo nghị quyết của Bộ Chính trị, các tòa án cũng từng bước thực hiện chức năng tạo lập và áp dụng án lệ theo quy định của Nghị quyết số 03 năm 2015, được thay thế bằng Nghị quyết 04 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác phát triển, công bố áp dụng án lệ trong xét xử. Trong đó, yêu cầu các tòa án nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi đơn vị phải đề xuất ít nhất 5 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ trong một năm.